Khi mà uống espresso á, mà không có lớp Rima thì bỏ ly cà phê đó liền nha. Mà ai mà kỹ tính hơn chút xíu á, thì lớp Rima nó nằm ở 1/3 tổng cái thể tích ly cà phê. Lớp Rima mà nó vàng vàng và nó xen lẫn màu đen đen á, thì đúng rồi nha. Dân chuyên gọi là da cọp, là phải uống vội. Có nghĩa là mình sẽ uống vội cái cà phê bên dưới. Đối với mình á, thì cái lớp Rima này nó khá là gắt và nó rất là đắng. Bởi vì thành phần bên trong của cái lớp Rima này chủ yếu là khí CO2, nước và một ít dầu. Vì vậy khi mà uống espresso, bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ quét cái lớp đó và bỏ ra để tận hưởng cái vị cà phê tinh khiết nhất. Còn nếu mà bạn thích mà một cái gì đó nó nổi trội thì mình cứ khuấy đều lên nha, để cho khí CO2, dầu và nước nó và cà phê nó sẽ hòa quyện lại với nhau. Và tìm hiểu cà phê nguyên chất, nhớ follow Tuấn Rang Cà Phê.